Tập 11. Đi xuống dưới. Có chuyện gì vậy? Triển Nam Hiệp, Đệ Hiệp vẫn khỏe chứ? Là ngươi, một lũ vô dụng. Đường đường bất giận. Chuyện này vốn chuẩn bị rất chu toàn và cẩn mật, ai ngờ giữa đường lại có một tên Bao Chuẩn xuất hiện. Hơn nữa lão khối chuẩn đó vô cùng gian xảo, ông ta cố ý không gặp Bao Chuẩn để lừa chúng ta không chú ý tới. Thực ra ông ta đã sớm âm thầm chuẩn bị mọi thứ rồi, vì vậy mà kế hoạch của chúng ta mới bị thất bại. Ý trời. Ý trời cái gì? Là các ngươi vô dụng. Nương nương, thần đã cố gắng hết sức rồi. May mà Mộ Dung Câu Toàn hoàn toàn không biết gì cả. Vậy bây giờ ngươi dự định làm thế nào? Việc đến nước này chỉ còn cách dĩ công di thủ. Hả? Nói thử xem. Xin nương nương yên tâm, Di thần sẽ có diệu kế. Có việc xin tấu, không việc bãi triều. Bệ hạ, thần đinh vị có bản tấu. Nói đi. Lần này bệ hạ đưa thần phi di phục ra thành, xích đỡ bị kẻ xấu giết hại. Nếu không có Khấu tướng và Dương Thế Quý được cấm quân đến kịp thời, e là hậu quả khó mà tưởng tượng được. An nguy của bệ hạ liên quan đến an nguy của quốc gia xã tắc. Hành động như vậy thật sự không lý trí. Trẫm làm theo di pháp của tổ tông, di phục viếng thăm dân gian, điều tra quan lại, tìm hiểu nỗi khổ của dân, thế nào? Đinh Thâm Chính cho rằng đây là việc làm không lý trí à? Bệ hạ, thứ tội cho thần nói thẳng, thiên tử di hành là do trời dẫn đường, đại diện cho ý chỉ của trời, là một tấm gương sáng cho quần thần và lê dân. Nếu thiên tử có thể tự ý hành động, vậy thì có khác biệt gì so với các bá tánh bình thường? Nay hoàng thượng đưa thần phi tự ý rời khỏi hành tại, thần nghĩ lại đây nhất định không phải ý hoàng thượng. Có phải là có người âm thầm xúi dục vậy hay không? Bệ hạ, Đinh Thâm Chính nói rất phải. Thần cho rằng chính thần phi xúi dục hoàng thượng di phục ra thành, vì vậy thần xin bệ hạ chấp pháp nghiêm minh, thành lý hậu cung. Trẫm hiểu rồi. Thì ra là mũi nhọn nhắm vào thần phi. Không biết tại sao Dương Khôn Mật lại biết được chính thần phi xúi dục trẫm di phục ra thành vậy? Di thần đoán vậy. Lúc ra thành chỉ có thần phi ở bên cạnh hoàng thượng. Thần là quý phi, gặp chuyện như vậy, việc đầu tiên phải làm chính là khuyên can hoàng thượng từ bỏ ý định đó. Nhưng thần phi nương nương lại không làm như vậy. Vì vậy thần cho rằng thần phi nương nương khó thoát tội. Thì ra Dương Khô Mực chỉ dựa vào suy đoán. Thần Bệ hạ, thần cho rằng những gì Đinh Tham Chính và Dương Khô Mực nói cũng rất có lý. Thân là thiên tử, càng nên đường đường chính chính ngự giá đến các châu huyện để biết rõ nỗi khổ của dân, sự trông đục của quan trường, nhưng tự ý di phục xuất tuần sự thật không đền. Ồ, Khấu tướng gia cũng nghĩ như vậy à? Đúng vậy. Vì vậy thần vô cùng tán đồng cách nói của hai vị đại nhân, nhất định phải điều tra trừng phạt người đã xúi dục hoàng thượng xuất cung. Vậy nhất thiết như vậy sao? Bệ hạ, những gì Khấu tướng nói đều là đạo lý trị quốc, xin bệ hạ chấp thuận. Xin bệ hạ đừng do dự, lập tức hạ chỉ thành lý nội cung.
Được rồi, khẩu tướng lệnh nội thị lập tức hạ chiếu chỉ ngừng tất cả sự phục vụ của Bích Dân Cung, lệnh Đức Phi bế môn sám hối, ngày ngày ăn chay, không có ý chỉ không được ra ngoài. Còn về việc phải xử lý như thế nào, đợi trẫm và chúng khanh thương nghị xong rồi hãy quyết định đi. Vậy thần mà... tuân chỉ. Chuyện này liên quan gì tới Đức Phi? Lúc nãy không phải hai vị đã nói phải điều tra người xúi dục trẫm xuất cung hay sao? Nhưng chuyện này có liên quan gì tới Đức Phi nương nương? Người đưa ra ý này chính là Đức Phi. Thế nào, hai vị đây thất vọng sao? Thần không dám, cho dù là ai cũng phải xử phạt. Thần chỉ cho rằng... Khanh cho rằng người xúi dục này chắc là thần phi có đúng không? Thần không dám suy đoán lung tung. Người thiên hạ là do trẫm nuôi, các quần thần cũng do trẫm nuôi. Trong số các đại thần đang có mặt ở đại điện này, có mấy người thú đổi lúc người, bề ngoài thì rất khiêm tốn cung kính, nhưng mà một khi trẫm rời khỏi hành tại, liền nội ngoại cấu kết mưu đồ giết vua. Nếu không có hợp phì cử nhân bao chuẩn cứu giá, Dương Bài Phong, Châu Khuất, Trần Lâm liều mạng, khẩu tướng Dương Thái Quý kịp thời đưa quân đến, thì trẫm hôm nay đã là người thiên cổ rồi. Chúng thần tội đáng muôn chết. Đừng có tưởng rằng trẫm không biết là ai. Dương Khâm Nhược, có thần. Với suy đoán vô căn cứ lúc nãy, người đã sớm chết 10 lần rồi. Sau này ăn nói phải cẩn thận hơn đó. Thần biết tội, thần biết tội. Không ngờ hôm nay ở trên đại điện này còn có người kể tội trẫm vi phục suốt tuần. Đúng là lòng người khó lường, thật là buồn cười. Chắc là các khanh tưởng là trẫm dễ bắt nạt sao? Thần không rõ đầu đuôi, ăn nói ngông cuồng, tội đáng muôn chết. Đợi khi nào sự việc sáng tỏ, tìm ra chân tướng, lúc đó không còn là tội đáng muôn chết nữa, mà là tội tru di cửu tộc. Được rồi, các khanh hãy tự suy nghĩ lại mình đi. Cẩn ghi lời dạy của thanh thượng. Khẩu chuẩn. Có thần. Đứng lên nói đi. Dạ bệ hạ. Vụ án này trẫm giao cho khanh, hình bộ và đại lý tự cùng xét xử. Nhớ là nhất định phải xử nghiêm trị nghiêm, tuyệt đối không được tha cho kẻ xấu. Thần tuân chỉ. Truyền bao chứng. Thánh thượng có chỉ, truyền hợp phì cử nhân bao chứng lên điện. Thần tuân chỉ. Thần bao chứng khấu kiến bệ hạ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ái khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Bao chứng, khanh cứu giá có công, công sánh xạ tắc. Hôm qua ban thưởng bao khanh gia quyện công cách, khanh dùng pháp luật từ chối, khiến trẫm vô cùng cảm động. Sau khi về, trẫm lệnh cho thợ thủ công ngày đêm làm một tấm kim bài. Trẫm cho phép khanh có được đặc quyền. Sau này, cho dù quan lại cấp nào xử án, khanh cũng có thể tham dự. Gặp chuyện không công bằng, khanh có quyền thay mặt trẫm tùy nghi hành sự. Tùy nghi hành sự, đó là quyền sinh sát thưởng phạt. Đúng rồi, quyền quá lớn. Thế nào, các khanh có ý kiến gì sao? Bệ hạ anh minh. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ban kim bài. Ban kim bài.
Tạ bệ hạ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân. Tạ bệ hạ. Nay vụ án giết vua vô cùng cấp bách, khanh hãy hỗ trợ Khấu tướng quân xét xử lại vụ này. Thần tuân chỉ, tạ ơn. Muội muội, sao muội không nói gì hết? Muội muội, muội với hoàng thượng ra ngoài một chuyến, sao lại ốm đi nhiều vậy? Có phải hoàng thượng không thương muội không? Hoàng thượng rất tốt với muội. Vậy thì sao vậy? Hai người giận nhau hả? Muội muội hình như không vui lắm thì phải. Đúng vậy. Một chuyến đi xé một chút mất mạng, tỷ tỷ cảm thấy muội có nên vui không? Sao hả? Không lẽ tỷ tỷ không biết? Muội muội nói vậy, tỷ tỷ thật sự không hiểu ý của muội. Những chuyện này tỷ cũng vừa mới nghe muội muội nói thôi, làm sao tỷ biết được? Không biết thì thôi vậy. Không phải muội muội nghĩ rằng tỷ muốn hại muội và hoàng thượng chứ? Tỷ tỷ, hôm nay tiểu muội muốn tâm sự chuyện này với tỷ. Tỷ và muội đều là đàn bà, đồng thời cũng yêu một người đàn ông. Đây vốn đã là một chuyện rất bất đắc dĩ rồi. Là tỷ bất đắc dĩ, không phải muội. Bây giờ hoàng thượng đối với muội, có thể nói là trong lòng hoàng thượng chỉ có muội. Tỷ đã là một người lỗi thời rồi, còn có thể nói cái gì nữa? Nhưng mà muội muội, muội nên nhớ những gì tỷ nói. Muội cũng sẽ có ngày già và lỗi thời nữa. Đến lúc đó muội muội sẽ giống như tỷ tỷ bây giờ thôi. Muốn có được một trái tim của người khác, không thể chỉ nhờ vào dung mạo. Lấy hoàng thượng để nói, hoàng thượng có rất nhiều chuyện phiền lòng, chuyện trong triều, chuyện hoàng cung. Vào những lúc như vậy, tỷ có thể an ủi người không? Vào những lúc người giận dỗi, lúc đó tỷ có thể làm người vui không? Người cũng có lúc dở tính trẻ con, tỷ có thể khuyên giải người không? Người sẽ yêu một người đàn bà khác, tỷ có thể nhẫn